tôi mới về Bạc Liêu thì ít tay hiểu lao, rồi chiến dần bốn đảo cùng đông. Nhưng xét ra ôi thật quá đau lòng, có những ai đi nửa đường gian giờ. Mỗi khi tôi lại nhớ về vùng đất bạc thì lòng của tôi lại buốt đau mà không thể nói được nên lời. Tôi lại xót thương cho tất cả đau đời, ôi thương lắm mỗi khi về vùng đất bạc lòng lại vùi. Mỗi khi về Bạc Liêu tôi có ghé thăm Phật Bà Nam Hải, nhưng thật đau lòng có trần thế đời nay, họ chỉ chờ đến ngày cúng dĩa Quan Âm Nam Hải để họ gom về đang cùng nhau chân đấu. Mình là người tu mà còn toan tính vậy sao, thầy tổ nào có dạy cho ta điều đó. Nếu tánh chân chi mà ta không giúp võ thì đến sao cùng ta chỉ là đảo hư danh. Hãy thật tâm tu có Bồ Tát độ cho, nếu không lo thì ngày cuối sẽ bị hụt giò, thì đừng có trách sao Phật Bà không cứu. Vậy hôm nay lão có ít lời nhắn nhủ cho tất cả chúng sanh trong vùng đất bà, hãy cố gắng lo tu luôn thật lòng vì đạo pháp thì ngày mai đây mới được lên thiền. Ta cố gắng lo tu là để cứu cô quyền, thì có ly đâu ta lại tạo sức chuyện quá rồi bỏ mặt ông bà bỏ cả tổ tông. Nếu là người đạo đức phải nằm lòng, nếu là tu thì ta phải tâm chân đi. Tam chân gì tâm ta chẳng nhiễm mái dục lợi danh, ta phải động
Dẹp tu sửa gán lo mài dũa sao cho bóng đạo hoàng hỷ xả mang. Một bầu trời thì ta lại sống chung đường đạo tháp bồ đề cùng mong. Việc tu hành là chỉ mong tìm đường giải thoát thì có lý đâu ta lại tự chối lấy thân. Nay mấy lời này cùng xin nhân gửi chúc hết bà con ấy tự kiếm đi mình. Đạo đời điều một chữ nhân nhất tâm cai ngộ mà tầm. Việc trừ mà